như là công tác điều hành. Và lúc này chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với những sinh các thủ khách cư, họ sẽ giành quyền sao bóng trước. Hiệp một đã được bắt đầu. Quyết liệt. Chúng ta được 88 Nguyễn Văn Thuận và cuối cùng là Nguyễn Văn Duy Phương Âm Long. Và chúng ta sẽ cùng đến với thứ 18 và thứ 8 Văn Linh. Được chưa? Vẫn chưa? Được đánh giá là vừa trên. Những người luôn quan tâm tới phong trào thể thao địa phương, đặc biệt là bóng đá. Còn bên cạnh đó, tiếp từ Văn Thi và số đặc biệt số 8 tình thần và tiểu thương đã có tình huống rất đẹp trong gọi là được công nhận. Hàng hậu vệ bên phía các thủ áo hồng đã cho rằng tiền đạo số 99 của đối phương đã có đồng phạm lỗi, nhưng trọng tài tiến trình đặt và đem xuống là hơi mạnh một chút. Vẫn trên hello Mario vẫn hay vẫn trên phải chấp quyết liệt còn đâu hai đó là thái tiền ba rồi thì đối thủ Văn Linh. Ôi, thắng bay rồi. Rất mạnh. Và tạo bóng một cú đánh rất đẹp. Và đá trên chấm dứt điều thành công của Đinh Văn Linh. Các thủ Khánh Cư đã nới rộng lợi thế sẵn sàng ở hiệp một với con số 2. Từ khoảng cách là rất sẵn sàng. Nguyễn đá bóng xong chúng ta có thể ra sân để tắm mát. Cặp xe chung số rất hay. Quá hay ơi, cơ hội là ba. Không thể đánh bại được người. Đó là ba là bàn bất ngờ đến từ xuất điểm. Một cú xuất điểm ngay sau khi nhận được quyền từ pha đá biên của đồng đội. Một khoảng cách ghi bàn có thể nói là rất bất ngờ. Thậm chí là thủ môn xuất sắc cải đang vừa rồi. Là gì đây? Sự đánh áo! Một pha vô lệ có hết là cốt cờ Việt Dũng. Cầu thủ số 9 bên phía Khánh Cư. Một tình huống ngả người và dứt điểm vô lệ mõ một. Của một cầu thủ có lẽ đang sở hữu gương mặt điển trai nhất trong đội hình của đội bóng Khánh Cư. Thể thao. Ôi! Sai lầm của đội trưởng Mai Dĩnh đã tạo cho đối phương một tình huống phối hợp ghi bàn thành công. Đường truyền của số 8 và cú dứt điểm thành bàn của đồng đội. Thời gian của em vẫn còn rất nhiều. Phản công cho các thủ Khánh Cư. Các thủ Khánh Cư đang rất chắc chắn. Chiếc thẻ vàng của Văn Sĩ với lỗi phản ứng vừa rồi. Thủ môn Phạm Hải Nam với tình huống đâm bóng
đấm bóng trượt vừa rồi. Một pha dứt điểm là tương đối đơn giản của đối phương. Đội vừa rồi đã có tình huống dứt điểm thành công với sự cộng hưởng đến từ bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ áo trắng. Nó thuộc về ba ghi bàn của Văn Khương. Trở thành người bên phía cánh tiền, người tiền đạo số 88 Văn Thuần đã rời sân của 20 Văn Đức. Bàn công dân kia ở chân trái. Và truyền bóng chuyển về rất và đây là bàn trọng để có thể ngăn cản những pha lóng của số 7. Cuối cùng khi mà hai đội bóng chúng ta thể hiện được những nỗ lực và